Hello, xin chào các bạn đi. Gấu xin chào các bạn kìa ha. Hôm nay là chị Ti nhân dịp ngày 19 tháng 11. Ngày gì? Ngày quốc tế đàn ông. Mà ông bố không biết ngày quốc tế đàn ông hết. À, chị Ti xin thầy gửi về tặng cho bố và mà gáo nghe, gáo đàn ông phải không? Một món quà đặc biệt để trở về một vé với tuổi thơ. Đây, món quà đó là đây. Bây giờ chúng ta sẽ đập hộp thôi. Gấu ơi, gấu đập hộp nha, chị ca đập hộp nha. Một, hai, ba. Đập hộp. Món quà đó là gì đây? Đây, gấu ra đây, đứng đây. Đầu tiên là một cái catalog và hay là đồ nghề. Catalog hướng dẫn sử dụng và một cái hộp gì đây nữa. Camera để nó xíu sẽ làm sao. Và đây là viên pin xe cua. Và đây là một cái tay điều khiển. Và món quà chính của chúng ta là gì đây? Món quà chính là gì đây? Hai. Một chiếc xe rất đẹp. Xe địa hình. Rất là xịn sò. Đây. Chiếc xe mang nhãn hiệu Thiên Long. Rất là xịn sò. Đó, các thấy chưa? À, đây là tay điều khiển. Pin sạc dự phòng. Và chúng ta sẽ khui món quà thứ hai là gì? Chiếc camera. Khui tem thôi gấu ơi. Đây. Khui tem. Thôi, đây là cái gì? À, một chiếc camera. Bravi 7 của hãng Asako. Khui tem thôi, gấu ơi. Bây giờ bắp tem nè, tới đây. Bắp ra. Đó, gấu ngửi thơm không? Thơm quá hả? Khui tem. Khui tem. Chiếc camera. Đây. Em nó đây. Đấy, camera đấy. Và dưới đây là một cái hộp đựng tất cả các phụ kiện. Đây là móc điều khiển. Đây là đốc sạc pin. Và rất là nhiều các cái dắt dây đeo. Nhiều lắm. Và đây là quan trọng, viên pin sơ cua. Đây, rất là nhiều đồ. Và nhân vật chính của chúng ta là camera đây. Gấu bắp tem nha, bắp tem nè, khui tem. Đằng trước. Và khui tem phía sau, gấu ơi, gấu khui. Đó, khui tem. Khui tem. Và chúng ta khởi động camera lên xem sao. Đầu tiên chúng ta nhấn. Và đã lên.
đã lên màn hình, đã lên màn hình. Và đây là camera Asuka Bravi 7. Mà chúng ta giữ phía trước đây là có một cái màn hình nhỏ phía trước để chúng ta giữ selfie, chụp hình. Đó. Camera này để làm cái gì? Và chúng ta tháo ra. Camera này làm cái gì? Đây. À, chúng ta ấn thì nó sẽ ra cái màn hình phía trước. Camera này sẽ được gắn lên trên đây, gắn lên xe là sẽ vừa lái chúng ta vừa điều khiển, và chúng ta sẽ chạy thử. Chúng ta sẽ chạy thử, nhưng trước khi chạy thử chúng ta sẽ ngắm lại em nó một lần nữa.
street, feeling weak and defeated. It's all that you needed though, to find a new home, to find a new home where flowers grow, where flowers grow, to bow after the show. Đây, đập hộp. Đó, đập hộp gấu ơi. Đập hộp, một. Một, hai, ba. Thu hộp gấu. Đập hộp có gấu nè, đập hộp gấu. Chị Tây gửi về món quà là gấu. Đây nè, đó. Vui quá hả? Vui quá hả? Gấu vui quá hả? Đập hộp ra gáo luôn hả? Ông bố đập hộp ra gáo luôn hả? Thôi, xin chào các bạn. Xin chào các bạn đi. Xin chào các bạn đi. Rồi, gáo, gáo cảm ơn chị Tây đi. Cảm ơn chị Tây đã tặng món quà. Rồi, là chiều nay bố sẽ dẫn theo chị em đi trải nghiệm. Đây, trải nghiệm, dẫn hai chị em đi trải nghiệm nha. Rồi, rồi, bye, xin chào các bạn.